Chị Nguyễn Thị Đính năm nay U59 tuổi, chọn một người bạn đời có tâm và không nhậu nhẹt. Thì chị chọn một người bạn đời như thế nào thì Tiến xin mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Cô mua khô ủng hộ cho Tiến nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô. Thì cô chú anh em lấy số điện thoại và kết bạn Zalo với Tiến. Sau đó Tiến sẽ gửi mặt hàng khô cho tất cả cô chú anh chị em. Anh đó là 59 hoặc là 65 hoặc là 60 thì anh đó là người hiểu biết, người coi như là có tâm với muốn lấy vợ để chăm sóc nhau thì được, chứ còn mà anh nào mà cứ ăn uống rượu trà rồi hả bê bét thôi chị sợ lắm. Rồi Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha, em chào chị nha. Chị chào. Chào trong nước ngoài nước. Chị giới thiệu đi, chị tên gì? Chị tên Nguyễn Thị Đến, sinh 1965. Chị quê nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi á? 59 tuổi. 59 tuổi. Quê chị ở đâu? Chị ở Long Khánh, Đồng Nai. Long Khánh, Đồng Nai. À, chị kể chút xíu việc hôn nhân của chị đi như thế nào? Giờ em nói chị ha, thì bắt buộc trên chương trình của em thì em cũng nhắc lại câu này. Mặc dù chị nghe thì em cũng nãy cũng nói rồi, thì sau khi mà em mà đăng cái video này lên nè, thì sau này chị không được quyền kêu em xóa clip hoặc là gỡ clip, chị có đồng ý không? Những cái lời nói của chị trên cái video này thì cái đó là chị tự nói, thì sau này lỡ có cái chuyện gì chị phải tự chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Rồi chị được mấy người con? Hai đứa, đứa trai gái hay là sao chị? Đứa trai đứa gái. Trai gái. Rồi trong cái khoảng thời gian mà ông xã chị mất rồi, chị có quen anh nào nữa không? Có quen mà đang tìm hiểu rồi người ta lợi dụng chị không quen nữa. Rồi hiện nay chị làm công việc gì? Chị là dân buôn bán mà. Dân buôn Buôn bán bán gì các chị? loại. Chị buôn bán các loại trái cây, tiểu thương cái gì buôn bán được hết. Hiện bây giờ chị đang bán trái cây. Nhà này nhà của mình hay là chị thuê Nhà con gái. nhà anh gái? Nhà nhà đó. Bây giờ nhà của chị bán rồi, bây giờ chờ chia tài sản. Tại vì chị nuôi mẹ. Nên giờ chị bán nhưng mà mua lại không có được, không có đủ. Có nghĩa là mua nhà nhỏ thì được, mua nhà lớn không có đủ. Bây giờ chị ở với con gái. Không có. Chị về đây chơi làm giấy một tờ thôi, chứ còn chị đang ở trong Biên Hòa. Chị là hiện giờ chị đang ở đâu? Hiện giờ là chị đang ở Long Khánh nè. Long Khánh là chị ở đảo Biên Hòa. Chị ơi kêu mấy đứa đừng nói chuyện. Đừng có nói chuyện không, để nó vô trong cái video con kiếm giùm cho bà ngoại xíu đi. Rồi vì hiện giờ là chị cuộc sống chị là hàng ngày là chị buôn bán trái cây. Đúng rồi, chị buôn bán trái cây và đi buôn bán theo mùa. Bây giờ đó thì chị nuôi rất là nhiều người, nhưng mà bây giờ có một mình chị thôi. Coi như là mình thu mua ở vườn trái cây mình đem bỏ mối, hay là mình mua mối lái đem bỏ lại mình ngồi sạp mình bán vậy? Hồi đó có ba anh cu á, là ba anh cu đi phụ với chị, ví dụ như là chị mua xong rồi ba anh cu cứ chở ra hoặc là kêu xe chở ra. Bây giờ là ổng mất lâu rồi, bây giờ mẹ chị mất nó rồi, giờ chị có một mình, chị không không có vô làm dựa mà chị đi mua
Có nghĩa là chị đi lấy của người ta, giờ chị bỏ lại rồi còn bao nhiêu chị bán lẻ. chị ngồi thấp xuống chút xíu, chị ngồi thấp xuống chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi, chị ngồi cao. Đúng rồi. Cái cuộc sống hiện giờ là của mình bán với cây sống mẫu không? Được em à, cái lúc mà lúc trước đó đó nó không có này kia kia nọ thì buôn bán nó ngon lắm, mua rồi giao lại thì thôi bây giờ vậy thôi, nhưng mà bây giờ có một mình nó làm không được, bây giờ một mình làm nhiều không có được, tại vì một mình nó không có quản lý nổi, em hiểu không? Chị nói chuyện thôi chứ chị đừng có chạm vô, chị chạm vô cái nó mắc cái màn hình. Chị ngồi gì được rồi. Rồi chị kể chị chút xíu về tính tình của chị đi, cái mặt ưu điểm và cái mặt khuyết điểm nó như thế nào. Tao tắm gì nóng không? Chị có chọn được anh nào chưa? Chị cao mấy mấy chị? Chị chắc nặng chắc cũng dài khá chục ký hả? Theo như chị đó là chị chọn một anh là như thế nào? Chị là 59, theo chị chọn là cái anh mà lớn tuổi nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu? 65, có nghĩa là từ 65 tới 55. Chị chọn là anh là 65. 65 tất nhiên nhỏ hơn chị là 3 tuổi, 4 tuổi. Ủa, Đâu, 65 tới lộng lớn hơn chị. Lớn hơn chị 6 tuổi. 55. Lớn hơn chị 6 tuổi. Đúng rồi. 4 tuổi. Là cái cao nhất đó hả chị? Thì đúng rồi, nếu mà chọn 55 thì nhỏ hơn chị 4 tuổi, mà 65 thì nhỏ lớn hơn chị 6 tuổi. Buôn bán thì cần mấy anh đó để chị biết không, mấy anh còn bưng đồ bỏ lên xe đồ để chở đi giao rồi, chứ còn hay là anh nào mà giàu có, anh nào hả nước trong nước ngoài gì đó thì thì có tiền có bạc thì chị nấu cơm cũng được. Coi như là chị đầu tiên là chị chọn một anh nào phải có sức khỏe chặn về bưng bán tiếp chị. Thứ hai nữa là nếu mà đăng lên đây có anh Việt Kiều nào cũng được, đúng không chị? Rồi nói chung ra là hên xui đi, chứ em không lên trên đây em không không có hứa với chị là chị phải chọn được chồng giàu hay Việt Kiều, đó là cái duyên của chị đó. Em thì em cũng không làm mai cho ai hết,
Chứ thí dụ chị xem chương trình của em thì chị thấy thích anh nào thì chụp cái màn hình gửi qua cho em thì em cho, rồi chị tự tìm hiểu, chứ em ở đây em không có làm ai cho hết hết chị. Mà em cũng khuyên với tất cả với cô chú anh chị em muốn kết bạn với ai thì cái điều này thì em phải nhắc lại, thì mong muốn kết bạn với ai thì phải coi hết clip, tại vì trên những cái video này thì em hỏi về thông tin địa chỉ quê quán nhà cửa bao nhiêu tuổi ở đâu thì làm nghề gì, nó có đầy đủ thông tin ở trên đây hết, nên mấy anh mấy chị muốn theo dõi và muốn kết bạn người đó là phải coi hết cái video để mình hiểu hơn cái người đó, là cái người đó cần gì và muốn gì, có cảm thấy phù hợp với mình không thì mình hãy xin số. Chứ em thấy nhiều anh vô mới coi chút xíu à là cái cô này đi tiễn vợ thì bay ra không coi nữa, xin số em, mà tới giờ em hỏi lại cái tên quê quán người đó ở đâu thì không biết luôn đó, chưa có biết cái tên cái tuổi của người ta mà kết nối cái gì đó, phải coi hết cái video. Tại vì trên video cũng như chị đây em quay thì em hỏi chị sao thì chị nói là cần một anh có sức khỏe là hay là cần một anh là Việt kiều ví dụ để hiểu hơn, còn mới vừa coi cái bài xin số rồi mà hỏi tên không biết, còn hỏi quê quán cũng không biết luôn đó, rồi thì gì sao các bạn, mình coi hết video mình mới hiểu người đó, coi cái người đó có phù hợp với mình không thì lúc đó thì mình mới xin số. Còn mới coi chút xíu à rồi nó bay ra xin này, cái đó đâu được, mình đâu mình chưa biết người đó là cần gì muốn gì nữa. Nếu mà gặp được cái anh à, nếu mà gặp được cái anh mà 63 tuổi á, 63 tuổi là 63 tuổi là tuổi con trâu á, gặp cái anh đó là tốt lắm. Chị ngồi nói chuyện bình thường thôi, chị đừng có chồng vô màn hình, chị đừng có chồng tới à. Thì em không biết là chị thích ai thì cứ coi trên cái video của em đi, rồi chụp màn hình lại gửi qua cho em thì em cho số thôi, chứ không có cờ anh nào mà lỡ mà có người rồi thì em không cho, tại vì người ta có rồi thì em đâu cho được đó. Thì cứ coi cứ chụp gửi qua cho em thì em cho đó. Rồi bây giờ thì chị khi mà lỡ kết nối với anh nào được thì chị phải bắt anh đó về ở chị, hay là chị phải đi theo anh đó ở? Chị mua nhà thì ở chung với chị, còn nếu như anh nó có nhà thì chị tới nhà anh nó chị ở, Nó nếu mà nhà mặt bằng đó thì chị soạn ra chị bán buôn đủ thứ, cái gì chị bán được mà. Nói tóm lại là chị anh đó về bên chị cũng được, mà chị về bên đó anh đó cũng được à. Chị là thích cái nghề buôn bán nha, ngày xưa tới giờ là chắc chị buôn bán không hả chị? Ít à, 12 tuổi tới giờ. 12 tuổi là chị bán trà đá, thuốc lá. À. Rồi bắt đầu tới bán bích trà, tới đi đi cá Bà Rịa Vũng Tàu về bỏ. Trời ơi, tùm lum, nói thẳng là làm luôn đó. Trời ơi. Làm nè phụ. Tính ra là chị để đi ra đời để kiếm kiếm tiền là sớm dữ gì vậy hả? Mẹ của chị mới mất 8 tháng. Trời. Cho nên giờ chị chia tài sản xong rồi chị mua nhà lại xong rồi cũng 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 bán nhà, cũng là ở nhà 7 năm giữ mẹ đó, cho nên không đi làm được đó, nó mới hụt tùm lum mới mượn tiền, nó mới chật vật cho nó mới 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 bán nhà, chứ tôi đâu có bán đâu. Ủa Cái nhà anh em của chị không không tiếp chị sao? bây giờ nói đây thì mai mốt chị nói một cái clip khác à, không Thôi không đi ai chị, tiếp chị không hết. không không chị à, em hỏi sơ ngang thôi chứ mình cũng không nên lên mạng nói về cái gia đình của mình sâu vô nhiều quá, em hỏi đơn sơ vậy thôi à, tại vì Chị có nói, chị có nói một một chị đã nuôi mẹ hoàn thành rồi thì cũng đã lo hết rồi, thì nên chị cũng đừng có nói trên đây, tại vì lên cộng đồng mạng á mình đem cái chuyện của gia đình mình á thật sự ra chị nói ra cũng không ai giúp được cho chị cái gì đâu, rồi người ta hiểu mình đó thì người ta hiểu mình thì không sao, có những người không hiểu á thì người ta lại nói chị, nên em khuyên chị đừng lên nói chuyện gia đình ở trên đây
Đó, bây giờ chị. Em biết sao không? Tại vì là chị bị cái như là các em của chị nó quá đáng. À, bây giờ chị đánh nó thì chị không đánh nó được, nhưng mà nó đánh chị rồi. Cho nên bây giờ là công an nói là thôi bây giờ sẽ giải quyết chuyện gia đình đi, nhưng mà toàn bời hoài nó không chịu ra. không Rồi nay mai không chị không sẽ cái như là không không bây giờ em là em nhỏ tuổi hơn chị thiệt, nhưng mà em cái này có lời khuyên với em thôi nha. Thì thật sự ra đó là anh em bây giờ lỡ em chị có đánh chị đi thì thôi chị làm lớn nên chị cũng bỏ qua đi, cái chuyện là nhân quả nó sẽ đến đó. Chứ chị mà đi thưa kiện rồi làm cho chị em mình nó mất đoàn kết, thà là chị dặn em mình thì mình không tiếp xúc, mình không nói chuyện nữa. Còn mà chị đưa cho chính quyền rồi chị lên mạng chị nói thì thật sự ra anh thấy nó cũng không tốt lắm chị. Thôi bỏ đi chơi, tại vì dù sao là cũng có một mẹ sinh ra mà. chị biết rồi À. mà hỏi em chị không có cha nó ở đây mà chị đứng ra đánh mà mấy mẫu đất giao cho nó giữ mà bây giờ nó bán nó chia nhau à, bây giờ còn một mẫu ba mà nó cứ nói là của nó ôm mình nói gì á, mà nó không có đưa tiền cho chị phụ luôn, cho chị nuôi mẹ cái gì trơn á, mà cuối cùng là chị rồi mẹ đang 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 bệnh á, nó bắt cóc trong đó vậy á, chị vô bắt ra xong cái đầu nó đi tìm cho bằng được mà mẹ đang nằm bệnh viện nó lên nó cho tiền bảo vệ nó rút ống đưa mẹ về, cái mẹ chết luôn trong ngày Trời ơi. đau lắm. Cái đó lại chị nói là cái đó là lại chị nói là có thật nữa Chị có đưa chị có ha. Thôi được rồi chị, đừng 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 nói lên kênh của em đây, đừng nói kênh của ai hay trong này kênh của em không thích kênh của người ta lộn xộn trong đây không không vậy được rồi. chị nói là chị có gửi mấy cái lá đơn qua cho bên bên em coi đó. Dạ. Nói thì thôi đi, bây giờ cái sự việc đó thì em thấy nên mình giải hòa ở ở ở ngoài đi chị, chứ đừng đem đây chị. Đem đây bảo đảm với chị không, người ta không giúp mình được gì hết mà lại người ta còn nói mình, người hiểu thì người ta không sao, người không hiểu còn nói mình. Nói chị đem mà đem lên mạng chị gia đình mà đem mạng nói tùm lum tùm la trên. Đó. Không ai giúp. Tại vì là quá mình nuôi nó từ nhỏ tới giờ mà nó ngu quá, mà em biết sao không, chị nói cho em nghe nè, biết sao mà chị đăng lên kênh này kênh kia để chị lấy chồng cho bằng được không, là do là chị buồn quá đi, chị không có thể nào mà tả nổi, cho nên là chị một quá là chị ơn vậy chị đi từ thiện, thì chị đi với các kênh á để đi từ thiện, hai là chị lấy chồng để chị làm để chị sống cho bản thân chị, thứ nhất, thứ hai nữa là nếu có tiền ra thì chị cũng kêu mấy kinh giống như ví dụ như là Đức Tàng hay là gì đó đi với chị, hay là kinh mấy đứa em để chị từ thiện nay mai để nay nay mai để tòa kêu ra cái đã để chị chia cái đã, rồi bắt đầu chị mới tính tiếp. Chị nói thiệt luôn á, bây giờ chị đang cái như Rồi. là Rồi thôi đi chơi, bây giờ cái câu chuyện đó mình tạm dừng một bên đi. Bây giờ cũng muốn kết thúc chương trình, bây giờ chị nói một lời nào đó sau khi kết thúc cái video này để cho mấy anh đó hiểu hơn về chị và mấy anh đó sẽ xin số và làm bạn với chị. em xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, chúc cho cộng đồng mạng trong nước ngoài nước một ngày an lành. Bởi vì vì là em khổ tâm quá cho nên em mới lên kênh, thì các anh và các chú các bên thì nghe thì thông cảm cho em và thương em, tại vì là em quá đau khổ cho nên là bây giờ em muốn chết cũng không được, cho nên là em lên em cũng nói bằng sự thật cái cuộc sống của em và của mẹ như vậy đó. Thì bây giờ em cũng muốn cái như là mong như là mấy anh nào mà cảm thấy mà thiếu thốn tình thương, thiếu thốn cái như là tình cảm giống như em, hãy gọi tiếng để tiếng cho số điện thoại để gặp em. Thì chúc kênh của tiếng càng ngày càng phát triển, gặp nhiều điều may mắn. Rồi thôi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha. Rồi Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Tiến chúc tất cả cô chú và các chị em
một của dì dạ thành anh Thúc. Nhớ có thương tiếng cho tiếng một lượt like chia sẻ nha cả nhà. Thì cô chú anh chị em mà có muốn tham gia chương trình cứ lấy số điện thoại và điện cho tiếng. Thôi chẳng giả đi chị, quay quay cả nhà nha, chẳng giả chị.